chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Niềm tin Hàn Việt, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng PSA Media thực hiện. Sau đây là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình kỳ này. Họp báo công bố 524 doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022. Gia tăng giá trị cho nông sản đồng bằng. Vào bếp tinh hoa gia vị Việt, cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thực hiện nhanh tô canh tép đồng nóng thơm. Sáng ngày 22 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức họp báo về lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022. Năm nay có 524 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Trước đó, cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022 được Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức thực hiện trong hơn 2 tháng, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Kết quả nhận về 13.648 phiếu khảo sát, với hơn 7.000 phiếu khảo sát người tiêu dùng trực tuyến thuộc 60 tỉnh thành phố trên cả nước. 10 năm đạt hàng Việt Nam chất lượng cao thì cái mục điều là sự phát triển mức gọi là khác biệt vượt bậc so với là cái năm 2014 là cái năm đầu tiên Việt Phúc đạt hàng Việt Nam chất lượng cao. Việt Phúc phát hiện ra được là cái nhu cầu của người tiêu dùng thì là cực kỳ lớn, và đặc biệt là cái sự khẳng định của cái hàng Việt Nam chất lượng cao là được người tiêu dùng rất là an tâm để là họ lựa chọn. Việt Phúc luôn luôn nỗ lực phấn đấu trong cái câu chuyện là tất cả sản phẩm phải ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng phát triển hơn, để không bao giờ là kỳ mà phụ được cái sự kỳ vọng của cái người tiêu dùng đó. Năm nay có 36 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn 26 năm liên tiếp. Nhóm doanh nghiệp mới đạt lần đầu, mới nổi tập trung hơn nhóm doanh nghiệp thực phẩm có sản phẩm tiêu biểu trên thị trường đạt ô cốp 5 sao, khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp đã áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong thực hành sản xuất. Theo Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm tốt cho sức khỏe, sẵn sàng chi trả nhiều hơn để mua các sản phẩm có nguyên liệu đảm bảo xanh và sạch. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm chất lượng và an toàn đối với sức khỏe đang là một xu hướng nổi bật hiện nay. Trong cái bối cảnh bất định của thị trường năm 2022 và sau đó, thì doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao nên làm gì? Năm 2022, chúng tôi có cái tham vọng là tập cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hợp tác xã nông nghiệp của Việt Nam làm quen, chấp nhận phải làm quen với lại hai cái điều kiện để có thể đứng vững trên thị trường nội địa là phải xây dựng tiêu chuẩn phù hợp, và thứ hai là phải biết ứng dụng cái kết quả của nghiên cứu thị trường. Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022 sẽ chính thức diễn ra từ 15 giờ chiều đến 21 giờ tối 29 tháng 3 năm 2022 tại khách sạn Rest Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều là triển lãm, giao lưu và tọa đàm chuyên đề, buổi tối là lễ trao chứng nhận chính thức từ 18:30 đến 21 giờ. Lễ công bố dự kiến có sự tham dự của gần 600 doanh nhân, hơn 100 khách mời trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí. Lễ công bố cũng sẽ được trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Thưa quý vị, hơn 50 năm với một thương hiệu ở Việt Nam quả là một thành tựu to lớn. Trong hành trình hơn nửa thế kỷ đó, đã biết bao nông sản Việt Nam được phát huy hết giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích cho người tiêu dùng. Trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một đơn vị như thế. Họ đã góp phần làm cho nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long có thêm vị thế mới, niềm tin mới trên thị trường trong và ngoài nước. Đây là những sản phẩm bột gạo lứt của công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi. Ít ai biết rằng dòng sản phẩm này đã ra đời gần như song hành cùng với ngày thành lập doanh nghiệp thuở ban đầu. Từ khi cổ phần hóa vào năm 2001, đơn vị này đã từng bước phát huy nội lực, có chỗ đứng trên thị trường, cho ra đời gần 200 dòng sản phẩm khác nhau và có mặt ở châu Á, châu Úc, châu Mỹ, Canada, EU và các nước Ả Rập. Bích Chi là một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh Đồng Tháp.
Đơn vị này với diện tích hơn 40.000 m2 văn phòng, hàng chục nhà xưởng, kho với gần 800 lao động, công suất khoảng trên 6.000 tấn bột dinh dưỡng các loại một năm. Trong đó có trên 2.000 tấn bột gạo lứt, 15.000 tấn bánh phồng tôm, hàng trăm tấn bánh tráng các loại. Từ bột gạo, doanh nghiệp này chế biến ra hàng chục mặt hàng thực phẩm rất hấp dẫn, không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Công ty được thành lập từ năm 1966. Tất cả nguyên liệu phục vụ cho sản xuất BG là đều từ xuất phát từ lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long và tinh bột khoai mì từ các cái tỉnh miền Đông Nam Bộ. Những lúa gạo mà không có dư lượng thuốc trừ sâu là sản phẩm sạch. Và đặc biệt những năm gần đây thì BG còn sử dụng các sản phẩm hữu cơ để đưa vào chế biến một số sản phẩm từ trái cây. Ví dụ như là bún gạo mà làm từ thanh long, bún gạo làm từ khoai lang, rồi bánh phồng tôm làm từ cà rốt, làm từ củ dền, làm từ rau củ quả. Việc đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm như bánh hỏi gạo lứt, bột đậu đen xanh lòng hạt sen, bánh phồng gạo lứt, bánh phồng tảo, miếng khoai lang, cháo gạo lứt muối mè, bột mè đen, bột năm thứ đậu, phở, hủ tiếu, bún gạo, bánh tráng. Với nguyên liệu ban đầu từ nông sản kết hợp cùng trái cây đã góp phần làm gia tăng giá trị cho nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để nâng cao chất lượng sản phẩm thì bên cạnh cái việc mà đổi mới thiết bị để tăng cái năng suất lao động, đảm bảo tốt cái chất vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng tăng thêm những thiết bị để chúng ta có thể chế biến những hàng nông sản mà trước đây chưa được sử dụng đưa vào trong sản xuất, để chúng ta có tinh bột khoai mì, tinh bột khoai lang, rồi bột khoai tây, rồi bột cà rốt, tất cả những loại rau củ quả đó đều được đưa vào sản phẩm. Trong năm 2021 thì chúng tôi đã ra thêm được là 12 cái sản phẩm mới, tất đều có hương vị của trái cây. Đến nay, Bichi là một trong ít doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp tuân thủ nghiêm ngặt các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như ISO 14001, HACCP, HALA, COSER, FSSC 22000, OSAS. Đặc biệt là đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ và các chứng nhận quốc tế khác. Để đạt được các tiêu chuẩn vệ sinh toàn thực phẩm mang tính quốc tế như vậy thì cũng rất nhiều khó khăn. Việc đầu tiên là phải đào tạo nguồn nhân lực, phải tổ chức huấn luyện làm cho người lao động phải hiểu và biết làm việc này. Cái thứ hai là đội ngũ giám sát của công ty cũng phải giám sát chặt chẽ từ khâu đầu vào cho đến khâu đầu ra. Đầu tư máy móc thiết bị là vấn đề hết sức quan trọng. Vì tất cả những cái đó nó mới có thể giúp cho chúng ta đạt được những chuẩn đó. Và hiện nay là tất cả những cái công việc mà ngày xưa làm thủ công thì bây giờ chúng tôi đã cố gắng là đưa máy móc thiết bị vào. Thưa quý vị, như vậy với khoảng 200 mặt hàng, trong đó đa phần sử dụng nguồn nguyên liệu là nông sản bản địa, doanh nghiệp Bichi đã góp phần giải quyết đầu ra cho không ít nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Nhưng quan trọng hơn, đơn vị này cũng tiên phong, đi đầu trong việc ứng dụng những công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại trong sản xuất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Cùng với đó, đội ngũ nghiên cứu của doanh nghiệp luôn tìm tòi, cải tiến, nghiên cứu để cho ra những sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở mức cao nhất, với nhiều giá trị dinh dưỡng cho sản phẩm nhất. Trong khi đó, riêng về thị trường nội địa, nhiều sản phẩm có mặt trên thị trường cả nước từ siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng, các chợ. Bột của Bichi uống tốt cho sức khỏe người lớn tuổi đó, hay mua về cho mẹ, cho ông xã thì uống, mình cũng có uống nữa. Hủ tiếu thì ở đây cũng như không có để quá chất, ăn nó hủ tiếu bột gạo ngon lắm, bởi vì mình thích ăn, thường tới đây mua lắm. Ngoài những sản phẩm đó ra thì gia đình tôi còn ăn bánh phồng tôm, chiên, rồi cháo ăn liền á, rồi hủ tiếu ăn liền, hủ tiếu sa đéc nè, bánh canh tôm, dễ ăn lắm, mà không có nóng như mì nha. Nói chung cái sản phẩm của Chi mình ở đây là nó ít cái chất bảo quản, cho nên người tiêu dùng họ rất là tin tưởng, mua một lần rồi họ sẽ đến những lần tiếp theo nữa. Cái hàng chủ đạo của Chi của mình đây là cái loại bột, sau đó là những sản phẩm ăn liền. Đây là những sản phẩm mình bán được. Có những khách người ta đặt hàng sỉ để người ta bán. Chẳng hạn như khách Sài Gòn, người ta đến đây, về đây, người ta mua số lượng nhiều để đem về Sài Gòn người ta tiêu dùng.
Những năm qua, Bích Chi còn ra mắt thêm một số dòng sản phẩm mới, cũng từ nguồn nguyên liệu nông sản như nước uống hòa tan, trà thanh nhiệt, ống hút gạo, đầu tư và nghiên cứu cho ra mắt dòng sản phẩm hữu cơ organic đạt chứng nhận NOP, USDA và EU châu Âu. Đây được coi là hướng đi chiến lược góp phần vào việc nâng cao đời sống xã hội Việt và nâng cao giá trị thương hiệu Việt. Bán được khắp cả nước từ là Móng Cái, Lào Cai cho đến tận mũi Cà Mau, tỉnh nào chúng tôi cũng có nhà phân phối ở đó. Những năm gần đây, người tiêu dùng thông minh, họ sẵn sàng bỏ tiền ra số lượng to lớn hơn để họ được hưởng những cái mặt hàng có giá trị hơn, đặc biệt là cái sản phẩm hữu cơ đầu vào, cái nguyên liệu đầu vào cực kỳ đắt nhưng mà chúng tôi làm ra vẫn có thể là bán rất là chạy trên thị trường của những cái nơi mà có cái thu nhập cao, ví dụ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Với đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, Bích Chi đã nhiều năm liền đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, cùng nhiều giải thưởng cúp vàng bằng khen về thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu. Là một loại thảo dược có vị cay, tính nóng, được dùng làm gia vị hoặc rau nêm cho các món như phở, bún chả hay các món gỏi. Lá và hoa húng quế chứa nhiều hợp chất hóa học, có tác dụng ngăn ngừa một số bệnh và tăng cường sức khỏe. Những ngày hè nắng nóng đang xen là những cơn mưa trái mùa. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ dễ mắc các bệnh cảm vật. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay, chuyên mục Tinh Hoa Gia Vị Việt sẽ giới thiệu một món ăn có sử dụng húng quế để quý vị thêm vào bữa ăn của gia đình, giúp tăng khẩu vị, hương thơm và còn phòng bệnh rất hiệu quả. Hãy cùng vào bếp nha! Vào những khi thời tiết nắng nóng thì cánh chua là lựa chọn hấp dẫn của nhiều gia đình. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, khách mời đặc biệt của Tình Hòa Gia Vị Việt sẽ mang đến một món ăn cực ngon để bữa cơm nhà bạn thêm hài hòa mỗi lúc hè đến nha. Canh tép đồng nấu thơm, chua chua ngọt ngọt lại thanh mát. Mới nhắc đã thèm, sẽ có công thức như thế nào? Hãy tìm hiểu về thành phần nguyên liệu thôi nào. Tép đồng tươi ngon, thơm vàng mọng nước, đậu húng quế chắc chắn phải có. Thêm cà chua, giá, hành tím, ớt, chanh. Và không thể quên nước mắm hảo hạng 60 độ đạm của Pacific Foods được sản xuất từ cá cơm nguyên chất vùng biển Phan Thiết để tăng vị đậm đà cho món ăn. Giờ thì cùng vào bếp với nhân vật chính nào quý khán giả ơi! Ngày hôm nay thì Phi Hồng xin được chia sẻ những món ăn liên quan đến những kỷ niệm mà Phi Hồng đã có dịp được xuống miền Tây, gặp gỡ những người khán giả đã xem Phi Hồng giống như là gia đình, để rồi dành cho nhau những tình cảm rất ấm áp bằng những món ăn ngon. Ngày hôm nay thì Phi Hồng xin được chia sẻ đó chính là món tép nấu thơm. Đây là một món đặc trưng của miền Tây. Và món ăn này có ngon thêm mê không thì cũng nhờ những cái gia vị đặc biệt, đó là nước mắm 60 độ đạm hảo hạng của Pacific Food. Đây là một loại nước mắm mà Phi Hùng đã sử dụng trong thời gian qua và cảm thấy rất là vừa miệng và rất là nhiều dinh dưỡng. Và công đoạn đầu tiên chúng ta sẽ trụng qua tép để cho tép bớt vị tanh. Chúng ta sẽ làm cho nước sôi và sau đó thì sẽ trụng sơ qua. Nhớ là chúng ta chỉ trụng sơ thôi nhé, đừng để chín quá là sẽ làm cho tép bị nát. Với cách ăn của người miền Tây thì những món canh chua thì thường không có cho bột ngọt mà lấy cái hương vị ngọt thanh từ nguyên liệu, đó là tôm, tép hay là từ cái vị ngọt của thơm. Với món ăn này thì Hùng không có phi hành, tỏi hay dầu ăn, là để giữ nguyên cái hương vị thơm ngọt của tôm. Bên cạnh đó thì cũng có những cái loại gia vị như là thơm tiết ra và cùng cà chua và rau quế nữa thì sẽ làm cho món ăn có một cái vị thanh nhẹ. Hùng sẽ cho vào đây một chút xíu hành củ để nước thơm. Và thơm thì mình đã sắp nhuyễn. Chúng ta sẽ lấy cái vị ngọt thanh từ thơm và chua. Và Hùng sẽ cho vào đây là 3 thìa cà phê đường. Mỗi lần mà Hùng về miền Tây á, thưởng thức những món ăn nhất là canh chua thì Hùng rất là ngạc nhiên là tại sao lại có một cái hương vị nó rất là thơm, ngon và lạ miệng.
và Phi Hồng cũng đã được những người má, những người thân thương ở miền Tây chỉ cho cách để làm sao nấu được một nồi canh chua ngon. Và đây cũng là một cách, nó cũng gần giống như là canh chua, nhưng mà nó có một cái hương vị thanh nhẹ và rất là thơm, ngọt. Ăn vào những cái mùa nóng thì làm cho cái món ăn thêm hấp dẫn hơn. Hùng sẽ cho vào đây thêm là một muỗng cà phê muối. Và cái khẩu vị thì chúng ta có thể nêm nếm theo cái vị mình ưa thích nha. Độ đậm nhạt thì chúng ta có thể gia giảm muối và đường. Chúng ta chờ một chút xíu để cho cái nước thơm sẽ tiết ra, nó vừa có vị chua mà vừa có vị ngọt, lúc đó thì món ăn sẽ ngon hơn, và cà chua cũng vậy. Ai muốn ăn cay thì chúng ta cũng cho thêm một chút xíu ớt để the the, khi mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ tăng thêm cái hương vị. Và Hùng nấu đây là nấu nước trong, cho nên là trong món ăn này thì Hùng sẽ không có phi dầu với tỏi với hành, để giữ được cái vị thơm nguyên thủy của tép đồng. Ở miền Tây thì ăn đường thì hơi đậm đà hơn chút xíu, nên là mình làm theo phong cách miền Tây thì mình sẽ cho vào đây là 4 thìa cà phê đường. Hùng sẽ cho thêm chút xíu đường, đó là 4 thìa cà phê. Bây giờ thì mình sẽ cho tép vào. Tại sao mình phải chụp? Bởi vì là chụp thì khi nấu sẽ làm nước không có bị đục và tép được sạch hơn, thơm ngọt hơn. Và chúng ta cũng để một khoảng thời gian ngắn thôi nhé, bởi vì để lâu thì tép sẽ không còn cái độ giòn. Chỉ cần chờ sôi bùng lên thôi là chúng ta sẽ cho giá. Cho giá là phần sau nhé. Và bí kíp để có món ăn ngon thì là bí kíp giai đoạn sau cùng. Khi mà chúng ta gần bắc ra thì chúng ta sẽ cho nước mắm 60 độ đạm của Pacific Food vào. Rồi, công đoạn cuối cùng, công đoạn quan trọng nhất. Nước mắm 60 độ đạm của Pacific Food. Đây là nước mắm hảo hạng. Vì là nước mắm 60 độ đạm thì cái dinh dưỡng rất là nhiều và có hương vị rất là thơm. Trong lúc mà mình nấu thì mình chưa có cho vào liền, sợ rằng là nấu với nước mắm lúc đó thì nước mắm sẽ bị chua. Chỉ gần khi mà chúng ta đã hoàn thành món ăn thì chúng ta mới cho vào. Wow, thật là tuyệt vời. Chúng ta rất là dễ dàng tìm mua ở Emart cũng như là Sacha, siêu thị Sacha. Và đây cũng là một mặt hàng đã được tiêu thụ trên Amazon rất mạnh. Chúng ta có một món canh ngon dành cho gia đình vào những ngày hè nóng, giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe. Món ăn đã hoàn thành và khi mà đã múc ra tô thì chúng ta sẽ cho vào đây một chút xíu lá quế để cái hương vị thêm thơm. Và đừng quên một chút xíu ớt nữa nha, vì ớt sẽ làm át cái vị tanh của món ăn và làm tăng thêm cái hương vị thơm ngon. Nếu ai thích ăn chua thì chúng ta có thể cho thêm một chút xíu chanh để tăng thêm hương vị nhé. Một cách làm rất là đơn giản, chỉ trong vòng khoảng 5-10 phút thôi là chúng ta đã có một bữa ăn ngon gia đình. Món canh này sẽ làm cho gia vị bữa ăn thêm đậm đà, thêm ấm áp hơn. Đây là những trải nghiệm mà Phi Hồng đã có những lần được trở về với miền Tây, mảnh đất rất là giàu tình nghĩa, để học hỏi. Vì vậy cho nên là mỗi lần mà thực hiện những món ăn này thì Phi Hồng lại càng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một niềm xúc động, một cái lòng biết ơn mà Phi Hồng luôn luôn nghĩ đến những khán giả đã yêu thương mình giống như là những người thân trong gia đình. Chúc mọi người ngon miệng và hãy nấu món ăn này trong mỗi bữa ăn của gia đình để tăng thêm hương vị tình thân. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Niềm tin Hàn Việt kỳ này. Tuần tới, chương trình Niềm tin Hàn Việt sẽ dành toàn bộ thời lượng để tường thuật buổi lễ công bố và trao chứng nhận cho 524 doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022 và các hoạt động diễn ra tại sự kiện này. Mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ, Thu Thảo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.